Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đấy, hôm nay thì mình sẽ cho yêu với bảo béo thử thách ăn 50 bát cơm nha mọi người nhá. Trước mặt thì hiện tại đang có 50 bát cơm và một đĩa thịt bò xào hành tây, đĩa be xào xả ớt mọi người nhá. Có một đĩa be với một canh rau rau khoai lang. Nói chung là chấm đập chéo nữa cũng được. Muốn bà béo với yêu muốn ăn như kiểu gì thì tùy mọi người ăn miếng sao hết 50 bát cơm kia là được. Và nếu mà yêu với bà béo ăn hết 50 bát cơm này thì mình sẽ có phần thưởng trị giá là 5 triệu dành cho hai người mọi người nhá. Rồi mọi người cùng dự đoán xem liệu hai người có hoàn thành được thử thách này không. Khá là căng đấy mọi người ạ, 50 bát cơm. Đây. Chị ăn đã toát mồ hôi rồi. Rồi, đề nghị hai người ăn sạch nhá, xong là ăn xong rồi chồng bát lên trước mặt. Hai người đã rõ chưa nhỉ? Đã rõ. Đã rõ. Rồi, xin mời hai người nhá. Mời các bạn về nhà ăn cơm cùng nhá. Đặc biệt vào béo thì phải ăn ớt nhá mọi người nhá. Cho ớt vào bát cơm mới ngon. Việc mà béo thì bát cơm nào cũng phải cho ớt một tí ngon nhá. Thank you.
Có vẻ khá là nhanh mọi người ạ. Theo mắt mình thấy thì hiện tại bọn béo là ăn được 9 bát rồi đấy. Còn yêu thì là bát thứ 9 thôi. Và ngoài phần thưởng 5 triệu đồng ra thì mình sẽ có một phần thưởng khuyến khích dành cho người để mà ăn được nhiều hơn nhé mọi người nha. Ăn được nhiều nhất. Cuối video mình sẽ đếm xem ai ăn được mấy bát. Thì người nào ăn được nhiều bát hơn thì mình sẽ có giải thưởng là 1 triệu. Đấy là khuyến khích mọi người nha. Và để được giải thưởng đấy thì tất nhiên là yêu với bảo béo phải là ăn hết được 50 bát cơm này đã mọi người. Bây giờ thì chưa biết được mọi người nha. Cứ ăn hết thì hết. Cứ giòn hết chấm hết sao. Nhưng mà bà béo sẽ cố gắng. Thank you.
Thank you.
khẩu vị khá là căng nữa. Liệu là yêu với bà béo có ăn hết được không mới là vấn đề mọi người nha. Thì có thể nhận phần thưởng 1 triệu đồng, đặc biệt là giải khuyến khích của mình nữa là 1 triệu nếu mọi người nhé, 1 triệu kèm theo người ăn được nhiều nhất. Rồi gần hết rồi đấy, cố lên nào mọi người, cùng cổ vũ cho yêu với bà béo nha. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ cho mình bật like và đăng ký kênh chia sẻ giúp bọn mình mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình thì không có canh chan mình ăn được với mọi người nhé. Hết nước canh rồi. Canh rồi. Có lấy thêm không nhỉ? Ừ. Thôi, khai cũng chắc hết rồi. Chân nó đá ngon không? Ừ. Hôm nay thì nước canh thì mình cũng làm ít quá rồi này. Nở mát. Nhưng mà
Nói chung là không có 3-4 bát cơm nữa thôi, còn 3 bát nữa thôi. Rồi khổ lên. Rồi, hai bát nữa. Thật sự là quá căng mọi người. Để ăn được 50 bát cơm thì thật sự không phải đơn giản nha. Ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9,
24 bát à? Thế ba béo ăn một bát. Thế thì 26 bát, tức là bạn ăn được 26 bát mọi người nha. Không cần phải đếm nữa nè. Không cần phải đếm nữa nha. Rồi cho công bằng cho mọi người biết thì mà về cứ lếm đi để xem mấy bát này. Đếm cho nó chuẩn. 2 3 4 5 6 7 8 9. Đếm ra bên này. 11 10 bát rồi. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 nhá mọi người nhá. 26 bát là của bà béo mọi người nha. Rồi, bây giờ phần thưởng là 5 triệu mình sẽ cho bà béo bị yêu chiến nhau mọi người nha. 5 triệu. 5 triệu đồng. Quá căng đấy mọi người. Đây, 5 triệu đấy nha, chia nhau nha. Rồi, bỏ bà béo sẽ được riêng là 1 triệu mọi người nha. Như mình là, như là hứa thì 1 triệu cho bà béo riêng mọi người nha. Đây, cho bà béo nha. Đây, đây. Đưa đây. Tiền bà béo đưa cho bà béo đây. Bà béo được 1 triệu khuyến khích là người đây. Ăn được nhiều nhất nhớ mọi người nha. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu mà thấy hay mọi người nhấn like và chia sẻ giúp mình. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Trong phim mini sở răng thì còn pin ong nữa. Làn cờ lấy giòn bò mè pin ong. Xúm ải xúm em là bất chút thời gian quý báu. Để phim ủng hộ mốt đu mất làn. Làn cờ bò mi sang hướng xưa. Sở chú ải em lương chơ khảo khăn. Dịch kinh phát tai mà khửn thảo ké màn dân. Muốn đủ một lần mi tăng mang tất cả đó ấy em ơi. Lép phim mơ mi sang chân nào muôn chân nào bấm muôn để góp ý đủ lần. Muốn đủ một lần hủ tăng sửa chữa pin ong nữa. Đeo pin ong chữ đăng ký kênh này, theo dõi kênh, ấn chân like và chia sẻ. Muốn đủ một lần ăn là bấm men ăn là bấm pin nữa là bình luận comment sẽ tăng cổng video pin ong nữa. Đồ làn trắng hồ sửa chứa trắng hồ dệt phim muôn hơn xưa ở số mải số em này khay là làn cửa xỏ răng video hủy lọ xỏ cha pin ong nữa pin ong chứ đăng ký kênh ở đồ làn nữa pin ong nữa xỏ cha pin ong.